Thấy tình cũ đang rửa ô tô vào hỏi đểu, 7 năm rồi anh vẫn là thằng rửa xe à và cái kết bất ngờ. Quý vị tính giả thân mến, tối tăng làm ra nhìn chiếc ô tô của mình bẩn quá, Linh liền phóng xe ra tìm rửa luôn. Vừa bước ra khỏi xe vinh mặt hất hàm bảo nhân viên rửa xe cho mình, thì Linh cười khẩy thì thấy Tú là tình cũ của mình đang nhẽ nhại mồ hôi cực lực rửa xe. Ra chỗ anh ta, Linh phủi phủi chiếc váy của mình rồi nói lớn. Sau 7 năm anh vẫn là thằng rửa xe bẩn thiểu à, đời anh không khá được chút nào, vẫn ở và xuất phát thế. Chẳng chắc trước kia tôi đá là đúng thôi. Nói cho anh hay, chia tay anh tôi yêu được. Anh trưởng phòng, anh ấy còn mua chiếc ô tô này cho tôi đấy. Chiếc ô tô 200 triệu của Linh. Đàn ông phải giàu, biết nuôi bạn gái thì mới có đứa yêu chứ. Còn loại người như anh đến con cà vè, nó còn chẳng thèm tiếp nữa là... Là em à, sau 7 năm gặp lại em vẫn thế, vẫn kinh người chảnh vệ nhỉ. Hồi ấy chia tay em mà giờ anh thấy mình may, thằng nào đen đuổi mới yêu và cưới em thôi mà loại con gái gì hám tiền sẵn sàng dạng hán môi tiền của con trai thì đàn ông chỉ cặp kè thỏa mãn nhu cầu sinh lý chứ không thằng nào dại lấy người như em đâu anh có tư cách gì mà nói thế anh ấy nhìn mình đi một thằng rửa xe thấp hèn mà dám vinh mặt với tôi à thế á chỉ đơn giản là anh không muốn ai đụng vào chiếc xe 17 tỷ của mình thôi nên tự rửa đây là cửa hàng quen anh luôn ra rửa xe em có thể hỏi họ nực cười đừng có ảo tưởng nói phét nữa anh con xe máy tay ga còn chẳng mua nổi nữa là bài đặt xe 17 tỷ Đừng có làm xước xe của người ta Anh không có tiền tỷ đi đền đâu Vậy á, anh có thứ này cho em xem Tú mở cửa xe lấy giấy tờ ra đưa cho Linh Cô cầm xem và chết đứng Khi chiếc xe này đứng tên anh Sốc ốc về chuyện đó Linh vội hỏi Nhưng chuyển giọng nhẹ nhàng Hóa ra chiếc xe này là của anh à Anh làm gì mà giàu thế Không ngờ sau 7 năm anh lại phất lên Như diều gặp gió như vậy Chắc giờ anh phải ở biệt thử ý nhỉ anh sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có đại gia rồi. Chẳng qua 7 năm trước khi anh là sinh viên, anh muốn trải nghiệm, có cuộc sống riêng nên xin ba mẹ ra ngoài thuê nhà trọ, tự đi làm thêm kiếm tiền, đóng học để biết trân trọng đồng tiền hơn. Không ngờ hồi đó, em kinh anh nghèo hèn, đá không thương tiếc. Giờ thì anh đã thay bối tiếp quản công ty rồi, nhà anh công việc có mỗi chiếc xe này đâu, anh đổi xe liên tục ấy mà. Trời đất, sao anh giấu em, bảy năm trước nhỏ tuổi em suy nghĩ chưa thấu đáo nên nói lời không phải với anh giờ thì em biết mình sai rồi mình quay lại anh nha em muốn chúng mình lại là của nhau như bảy năm trước thế á chẳng phải em đang yêu trưởng phòng hay sao vừa nãy em còn cười điểu đá xoáy anh ghê lắm cơ mà sao giờ đã đòi yêu lại anh à em khiến anh sợ hết cả tóc gáy đấy em vừa mới chia tay anh ta xong rồi em vẫn còn yêu anh mà vừa em đùa anh đấy mình yêu lại nhé anh ghê tởm con người em linh à gió chiều nào xoay chiều đấy thấy ai giàu cái là em đáng người yêu không do dự đến với người mới xin lỗi anh ghét nhất loại đàn bà như em chiếc xe 17 tỷ này anh có thể chở cà ve thậm chí là chở của gái bán cá lao công nhưng còn em thì không tránh ra xe của anh ra suốt xe em không có tiền tỷ mà đền đâu thôi rửa con xe 200 triệu của em đi anh xong rồi về đây mọi chài tình cũ không được nhìn tú lái chiếc xe 17 tỷ đi mà linh tiếc đứt ruột và hối hận vì mình đã làm mất cái mối lớn này Cô cứ hám lợi, mê tiền mà kinh thường người nghèo khó, để rồi hôm nay mới nhận ra rằng không phải ai giàu cũng thể hiện ra bên ngoài, còn nhiều kẻ rất bình thường, thậm chí là toàn dùng đồ đi mượn, đi thuê, nhưng vẫn giả vờ mình là đại gia. Thấy bạn trai lái xe số đi dép tổ ông, cô gái kéo luôn vào nhà hàng sang trọng và cái kết ngã ngửa khi bạn trai bành ủy ra thanh toán. Suốt mấy năm yêu nhau, bạn trai chỉ đưa Loan đi ăn mấy món vỉa hè. Bản thân Loan cũng quen với điều đó. Chính vì thế mà hôm đó vừa thấy gã bạn trai nghèo, cô kéo luôn anh vào nhà hàng sang trọng rồi gọi toàn món ăn đắt tiền. Hùng và Loan yêu nhau tính đến nay cũng gần được 2 năm. Với nhiều người, từng ấy thời gian cũng đủ để xác định mối quan hệ lâu dài với nhau. Vậy nhưng đối với Loan thì cô lại chưa bao giờ có định sẽ kết hôn với một chàng trai nghèo như Hùng. Ngày đó nhận lời yêu Hùng vì Loan vẫn cho rằng bạn trai mình rồi sẽ kiếm được một công việc kiếm thật nhiều tiền hay ít ra anh cũng là đại gia nhưng cố tình đóng giả nghèo hàng. Vậy nhưng chờ mòn mỏi đến gần 2 năm trời mà Hùng vẫn chỉ có mỗi gia tài lớn nhất là chiếc xe số rách nát của kỹ mà mỗi lần ngồi lên Loan cảm thấy xấu hổ vô cùng đi làm, tiếp xúc với nhiều người đàn ông giàu có nên Loan càng chán ngán cả bạn trai của mình, trong khi người ta ăn mặc sang trọng thì hùng, cứ có mỗi phong cách đi dép tổ ông mặc quần đùi áo phông. Chẳng thế, mà dù người ta có hỏi có bạn trai chưa thì Loan vẫn cứ nói đang ế, một phần cô không muốn mọi người biết mình phải yêu trai nghèo. Phần khác nữa là cô đang thả thính để cua được anh đại gia thay đổi số phận. Còn nói về Hùng thì thời gian gần đây anh cũng thấy rõ bạn gái mình thay đổi chẳng thế mà anh quyết định đưa đón loan đi làm hôm đó anh hào hứng dậy từ sáng sớm để đợi bạn gái trước cổng vậy nhưng khi loan bước ra nhìn thấy hùng thì cô điên tiết quát lớn sao anh lại đứng ở đây hả có biết người ta sẽ dị nghị không hả dị nghị cái gì chứ anh là người yêu của em mà nên người ta nói gì thì mặc kệ chứ hôm nay anh đến để đưa em đi làm đi làm ư ừ. anh tưởng nhìn lại mình xem đưa mỗi con xe số cụ nát mà cũng đòi đưa bạn gái đi làm thôi tốt nhất anh lượng đi em không muốn mọi người biết đâu xấu hổ lắm Nghe câu nói ấy của bạn gái mà Hùng buồn bã vô cùng vì cô muốn làm Loan phải bẻ mặt trước đồng nghiệp nên anh đành nửa tuổi đi về. Nhìn bộ dạng đó của Hùng càng khiến cho Loan chán gán, chính vì thế mà cô nhanh chóng kiếm một anh đại gia để tán tỉnh. Và rồi, nhờ công sức của một dị bạn trong công ty thì chẳng mấy chốc Loan đã tìm được đối tượng môn đăng hồi đối với mình. Có được bạn trai mới giàu có nên không có lý do gì mà Loan lại không truồng bỏ gã trai nghèo như Hùng. Định bụng sẽ đá Hùng một cách nhẹ nhàng, nhưng suy đi nghĩ lại suốt mấy năm phí phạm thanh xuân bên Hùng nên Loan tìm cách trả thù một cách anh hả dạ. Hôm đó, Loan hẹn Hùng đi hẹn hò và tất nhiên cô không đề cập đến chuyện chia tay, nên sau đó Hùng ngay lập tức vui vẻ đồng ý. Suốt mấy năm yêu thương, thường thì Hùng chỉ đưa Loan đi ăn mấy món vị hè, bản thân Loan cũng quen với điều đó, chính vì thế mà hôm đó, vừa thấy gã bạn trai nghèo cô kế luôn anh vào nhà hàng sang trọng rồi gọi toàn món ăn đắt tiền. Vừa gọi món, Loan vừa để ý thấy Hùng ngạc nhiên có phần hốt khoảng. Nhìn bộ dạng đó khỏi phải nói, Loan sung sướng hả hề đến mức độ nào. Sao vậy anh có chịu vì em kéo vào nhà hàng này sao? Suốt mấy năm yêu nhau toàn ăn món vỉa hè sẽ tiền. Không lẽ anh không định đưa em đi ăn nhà hàng một lần? Anh, anh không có ý đó. Cơ mà liệu anh có đủ tiền trả không đấy? Ở đây một món cũng đã gần triệu bạc rồi đấy. Lương anh 3 triệu trên một tháng nên em sợ không trả nổi mất. Anh trả được, miễn em vui là được rồi. Nhìn bạn trai nói một khuôn mặt lo lắng khiến cho Loan hải dạ vô cùng. Cả bữa ăn hôm đó Loan hải dạ lắm. Trong lòng cô đang chờ đợi đến cái cảnh khi gọi người thanh toán đến mà Hùng không có tiền để trả nổi. Chẳng thế mà động đũa được mấy món thì Loan hí hững gọi lại phục vụ thanh toán. Thấy Hùng cứ mân mê chiếc phí mà Loan có để ý kỹ thì chỉ thấy những đồng tiền lẻ. Anh không có tiền thì để em trả cho, nhìn qua đã thấy mấy đồng tiền lẻ thì không đủ để trả bữa tối cả triệu này đâu. Nói trời, Loan trúc phí định đưa tiền thì Hùng ngăn lại cười hiền. Em vội gì chứ, anh đã nói không có tiền đâu, chẳng qua anh toàn dùng xét thanh toán nên không bỏ tiền mặt trong người thôi. Không biết ở nhà hàng này người ta có nhận thanh toán bằng xét không nên nãy giờ anh đang lo lắng đây. Nói rồi, Hùng quay sang ký tấm xét đưa cho người phục vụ, còn lúc đó thì Loan đến người không nói thành lời, hay đúng hơn là cô không dám tin vào mắt mình. Đang định coi như không có chuyện chia tay Hùng nên Loan cố sấn sả, ai ngờ Hùng nói một câu tỉnh bơ. Hôm nay chắc là lần đầu anh đưa em đi ăn nhà hàng và cũng là lần cuối nhỉ. Em hài lòng với buổi tối hôm nay chứ. Anh đang định nói gì, cái gì mà bữa đầu với buổi cuối chứ. Sao em cứ cố tình không muốn hiểu ý anh vậy chứ. Em không cần giấu vì hôm nay anh biết rõ em lôi anh vào đây vì cho rằng anh chỉ là gã trai nghèo nên định khiến anh mất mặt đúng không? À, cả bạn trai mới của em cũng giàu có đấy chứ. Cậu ta là cấp dưới của anh nên anh biết rất rõ. Em... Xin hãy tha thứ cho em, em sai rồi, xin anh. Anh đã định cầu hôn rồi, nên nói rõ thân phận thật cho em. Nhưng mà đến hôm nay anh rất tiếc vì anh không bao giờ cưới một cô gái hám của như em đâu. Nói rồi Hùng bước lên chiếc xe sang chứ không phải là chiếc xe số cũ kỹ của mình. Nhìn cảnh đó mà Loan ân hận tột cùng. Thật sự Loan không ngờ mình lại ngu ngốc như thế. Đúng là không có cái dạy nào bằng cái ngu này. cố tình chỉ mang theo 50.000 trong phí khi đi ăn để tử lòng bạn gái và cái kế kết đắng chát. Quý vị và các bạn thân mến, Thắng không phải con đại gia, nhưng gia đình anh cũng thuộc hàng có điều kiện. Bố mẹ anh buôn bán cũng xây được nhà khá to ở quê và còn mua được cho con trai một căn chung cư ở Hà Nội, để sau này con trai lấy vợ và ở luôn đó. Khi Thắng đi làm thì chung cư vẫn chưa hoàn thiện nội thất bên trong, nên anh ra ngoài thuê tạm nhà trọ, sống cùng với một cậu bạn với công việc hiện tại, lương gần 20 triệu, anh dư sức thuê một căn nhà đàng hoàng, nhưng vì thích kiểu sống bụi từ ngày còn ở nhà, nên Thắng quyết định ở với bạn trong căn nhà chật chội, nhưng vui và tha hồ quậy cùng đám thanh niên xóm trọ. SH4 cũng mua cho từ trước, nhưng Thắng toàn vất ở công ty, ngày ngày vẫn đi con quay cũ mà anh đã mua với giá 10 triệu của một cậu bạn cùng xóm trọ. Thực ra mua là để ủng hộ cho nó có tiền mang về quê để bố chữa bệnh chứ con sẽ ấy bán ra chợ trời chưa chắc đã được 5 triệu. Cuộc sống vui vẻ cứ thế qua đi chỉ còn hai tháng nữa là thắng dọn về chung cư ở. Chờ hoàn tiện nốt vài thứ linh tinh và đi sắm ít đồ gia dụng nữa là ổn thôi. Không ngờ đúng giai đoạn đó, Thắng lại bị trúng tiếng sát ái tình bởi Hương trong một lần cô tới sớm trò của Thắng thăm bạn. Số mày là may mắn lắm đấy nha, anh ấy vừa đẹp trai lại có điều kiện thắng xin số điện thoại hương từ bạn cô ngay lập tức rồi lên kế hoạch tán tỉnh người đẹp cô bạn hương thì chủ trĩ. số mày là may mắn lắm nha anh ấy vừa đẹp trai lại có điều kiện có chung cư trên này rồi đó mày à anh ấy ở xóm trọ này nửa năm rồi mấy đứa con gái trong phòng kia cũng xin ngời ngời thả thính suốt bảo mấy có thèm để ý đâu vậy mà vừa nhìn thấy mày là đã đổ liền rồi kìa bạn tôi đúng là có phúc quá rồi thôi đi mày tao chả tin đâu khéo lại là khoe mẻ thôi Giờ bọn con trai toàn thế mà Lúc đầu Hương cũng chảnh lắm Mặc kệ thắng theo đuổi Nhưng vì anh tấn công tới tấp quá Mà con bạn lại cứ vung vào Nên Hương cực đầu nhận lời yêu thắng Sau một tháng tán tỉnh Thắng chăm sóc bạn gái chu đáo lắm Thường xuyên dẫn cô đi ăn và mua tặng Hương khá nhiều quà Dạo ấy thắng lại Mang con SH ở công ty về Chở bạn gái đi chơi nữa một lần hương đến sớm trọ chơi với người yêu lúc đó thắng ra ngoài với bạn chưa về nên cô tạt vào phòng đứa bạn tám chuyện đấy tao bảo mà ông này chịu chi nhà có điều kiện lắm mày yêu ông ấy thà hồ sướng cố gắng đi lấy được chàng đi có sẵn chung cư rồi nhà lại có điều kiện vậy chỉ có hưởng thôi ờ xem ra cũng chịu chi cũng chịu tao lắm mày à mà quả sh sao đợi yêu tao thì mới thấy um, trước kia đi con quay ghẻ mà biết đâu nhạo mấy mới mua cho. Không ngờ cuộc nói chuyện của Hương với bạn, Thắng lại tình cờ nghe được vì lúc đó anh đang định sang đón Hương đi chơi. Anh vẫn tỏ ra bình thường, giống như chưa nghe được chuyện gì. "Bọn mình đi thôi em. Em đợi anh lâu chưa?" "Dân, em cũng mới đến thôi, nhưng sau này lại đi xe này à anh?" Hương chỉ vào cái quay dựng trước của phòng trò của Thắng. "À ừ, xe kia anh cho bạn mượn mấy hôm rồi. Lần này Hương nghĩ Thắng vẫn đưa cô tới quán ăn quen thuộc, cô và anh hay ăn." Mỗi lần thanh toán đều phải từ 1 đến 2 triệu tiền ăn cho hai người nhưng không ngờ anh lại không lái xe về phía đường đó mà dừng lại ở quán bún đậu vỉa hè. Nhưng tại trong ví anh chỉ còn có 50 ngàn thôi, mấy bữa nữa mới có lương, anh xin lỗi. Này mình ăn món này em nhé, lâu lắm rồi không ăn nên anh thèm quá, trước toàn ăn ở đây nghiện luôn á. Hả em không ăn được mắm tôm, em có thể ăn nước mắm cũng được mà, em không có thích, em muốn tới quán mỗi khi mình ăn cơ. Thắng gãi đầu gãi tay, nhưng tại trong ví của anh chỉ còn có 50.000 thôi Mấy bữa nữa mới có lương Anh xin lỗi Vừa nói Thắng vừa mở ví ra cho Hương Thấy rõ tình trạng viêm màm túi của mình Và ngỡ rằng người yêu sẽ thông cảm Không ngờ Hương phán một câu khiến Thắng cầm nín Không có tiền thì đừng có bài đặt Làm trò tán gái nữa đi Lại còn thích đi chơi sang à Chung cư thì khoe mẻ SH thì đi mượn Loại con trai như anh tôi lạ gì nữa Tôi cũng tự xem anh trụ được Trong cái lớp vỏ ấy bao lâu thôi Chứ yêu đương gì Nói rồi Hưng bắt taxi về thẳng, quán bún đậu gọi một suất và ngồi ăn món ăn mà mình ưa thích. Nhưng hôm nay sao thấy khó nuốt quá. Anh buồn nhưng không giận Hương, con gái bây giờ nhiều cô thế lắm. Mà kể ra thì cũng phải, bây giờ chẳng ai muốn yêu một người con trai trong ví chỉ có 50 ngàn cả. Lẽ Ra Thắng đã muốn tiến xa hơn phía Hương, nếu như không nghe được cuộc nói chuyện của cô với bạn, cũng vì muốn tự xem có phải người yêu mình sống vì vật chất hay không, nên anh quyết định bày ra màn thử này. Không ngờ cái kết của màn thử này lại cho kết quả như vậy. Anh vẫn ước giá như Hương không phải là người như thế.